4 bí mật động trời không nhân viên khách sạn nào dám tiết lộ. Nếu bạn thường xuyên đi nghỉ dưỡng và vào khách sạn thì hãy chú ý tránh xa 4 điều sau đây. Khách sạn là loại hình dịch vụ chuyên nghiệp và uy tín bậc nhất trong tất cả các ngành nghề, nhưng đó chỉ là bề nổi mà thôi, còn phần chìm đằng sau những chiếc gối trắng tinh, chiếc ly bóng loáng mới thực sự kinh hoàng. Thực tế, không hẳn khách sạn nào cũng đảm bảo các yếu tố vệ sinh chuẩn mực. Đa số các khách sạn thường che mắt khách hàng để giấu đi những bí mật kinh hoàng chưa từng được kể sau đây. Rụng răng vì kem đánh răng. Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu bạn sử dụng những tuyếp kem xanh lè vẫn thường được bố trí sẵn trong phòng khách sạn. Các cuộc điều tra đã cho thấy đa số các loại kem này đều không nhãn mác hàng sử dụng nên tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc hóa học rất cao. Đa số chủ khách sạn lấy mặt hàng này với số lượng lớn từ các đầu mối về cất trong kho và dùng dần. Vì thế, có những tuyếp kem được cất đến vài năm mới lấy ra dùng hết. Vỏ đựng các tuyếp kem này cũng là nhựa tái chế, chứa nhiều hóa chất rất độc hại. Chúng không chỉ ảnh hưởng đến răng miệng mà còn tác động xấu đến cả cơ thể bên trong. Lây bệnh truyền nhiễm từ khăn tắm. Trong số các vật dụng tại khách sạn thì khăn tắm có thể nói là bẩn nhất. Những chiếc khăn tắm này được luân phiên từ cơ thể vị khách này cho đến cơ thể vị khách khác. Chúng có thể mang vô số những mầm bệnh như hắc lào, lang ben, viêm da, mụn nhọt, v.v. Những chiếc khăn này thường được giặt đồng loạt trong dung dịch nước tẩy mạnh nên vô cùng độc hại đối với da. Vì khối lượng khăn không đủ cung cấp cho khối lượng khách sạn. Vì khối lượng khăn không đủ cung cấp cho số lượng khách lưu trú nên nhiều khách sạn chỉ giặt phơi theo cách thông thường hoặc dùng lại khăn cũ mà không qua xử lý. Và đó là cơ hội cho các vi khuẩn bệnh truyền nhiễm xâm nhập vào cơ thể của người dùng. Tủ lạnh ẩm mốc ẩn chứa vi khuẩn. Thông thường, các khách sạn đều trang bị tủ lạnh nhưng chúng lại không được vận hành xuyên suốt. Chỉ đến khi có khách thuê thì chúng mới được cắm vào ổ điện. Điều đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật vì tủ lạnh để một thời gian khá lâu mà không vận hành sẽ bị bám bẩn bởi các loại vi khuẩn và nấm mốc. Khi bạn không để ý mà cất thức ăn đồ uống vào đây sẽ càng tiếp tay cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể gây ra các chứng bệnh nguy hiểm. Quên thay ga giường, vỏ nệm gối. Theo tiết lộ, phòng khách sạn chỉ thay ga giường ít nhất mỗi tuần một lần. Con số này còn kéo dài lâu hơn ở những khách sạn vắng khách. Để tiết kiệm chi phí giặt ủi và nhân công, cũng như kéo dài tuổi thọ cho các món đồ, chủ khách sạn thường rất ít khi thay ga, vỏ gối đều đặn. Chỉ đến khi quan sát thấy chiếc ga quá đen vì bẩn hoặc chuyển sang màu chảo lòng thì họ mới thay. Những tấm ga này được nhiều đời chủ lăn lộn. Trong đó, không ít người mang các mầm bệnh ngoài da hoặc truyền nhiễm nguy hiểm. Bên cạnh đó, môi trường ẩm thấp dễ khiến các đồ vật này bị mốc, thu hút các loại ký sinh trùng nguy hiểm. Lời khuyên cho bạn là hãy yêu cầu nhân viên thay ngay ga khăn và các loại vật dụng mới nếu cảm thấy nơi đấy không tin tưởng. Đó là quyền lợi của bạn và trách nhiệm của khách sạn. Nếu không hỏi, họ sẽ cố tình lơ và có lý do để biện minh. Đối với các vật dụng cá nhân, bạn cũng nên tự trang bị cho riêng mình, tránh sử dụng loại do khách sạn trang bị sẵn để đề phòng những rủi ro và hiểm họa khó lường.